Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay các bạn thì cũng đã đến lúc mình phải nâng cấp cái nỏ của mình lên, với lại tìm thêm công thức chế tạo ra thức ăn mới cho những con khủng long hệ mới nữa các bạn. Cho nên trong tập ngày hôm nay đã đến lúc mình quay trở lại với khu vực chỗ farm nè, chỗ đầm lầy. Ở những tập đầu như tập tập 3, tập 4 gì đó các bạn, mình có khám phá đầm lầy á, thì mình thấy bên đây nó có con boss Clino, thậm chí là hai con luôn á. Mình nhớ đâu đó hướng phía bên cái phía bên đây nè, quay trở lại để mình thử nó luôn ha. À đúng rồi, mình sẽ thử cái cọc dinh này luôn các bạn. Ở tập trước thì các bạn nói là cái cọc dinh này bắn mấy con boss không được, nhưng mà mình cũng sẽ thử luôn một cái thử xem coi được không nha. Nếu mà được thì ngon, còn không được thì phải sử dụng phía bên đánh với nó thôi. Và đây rồi, con quỷ Sabino nó chạy rất là nhanh luôn á. Làm sao mình phải bắn cái phía bên dưới này vậy? Quay nó chạy nhanh lắm. Đây rồi, bắn thêm một cái. Dạ dạ, vuông 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 vuông. Dạ dạ, quát, cũng mới được cái thôi. Wow, tôi đánh rất là chó luôn á. Vậy là cái chọc dinh này không có one hit được á, con này có 1,5 tỷ thôi à. Chọc dinh này có thể one hit được mấy con vài tỷ máu, nhưng mà mấy con bình thường thôi. Còn con này con boss, mình sẽ để máu này đi ăn uống cho nhanh hơn mỗi lúc. À, con rồng Shiver nè, giết cho một cái nè. Vậy là bây giờ chỉ có cách duy nhất cho mình xuống mình đánh với nó thôi, xuống mình chơi nó luôn ha. Chuột phải một cái đó mình dòm được nè. Ui ơi, con gà này của mình thì dòm nhanh lắm luôn á. Và đánh xong thì ui, đơn giản như vậy. Và nhận được cái đầu lâu với lại mấy cục này, với lại 2000 giáp cái yên cưỡi và một phiên bản summon. Mình nhớ là đây có hai con lận. Tính ra con gà này của mình mạnh quá anh. Xuống là chuột phải hai cái rồi đi rồi. Còn cái chiêu đánh lâu chứ không? Cái chiêu này giống như kiểu nước hay sao á. Và để origin cái con này à. Con này bắt được nha. Con này chắc đem về chị cũng được cái nung thôi, nung đồ thôi. Đây thì con em. Và là lúc trước mình khám phá bên đây mình thấy có hai con Sabino lận. Hôm nay còn có một con nữa. À đây, có thêm một con nữa nè. Bây giờ mình xuống mình uống máu trước cái đi ăn. Sau đó thì quẩy một cái, chuột phải. Rồi chuột phải một phát một rồi đi à. Và có một con cua nữa nè. À cua em bích ha. Cua bích thì chuột phải một cái. Clear. Khu vực này thì cũng đã an toàn. Nhớ là chỉ có hai con boss thôi. Con gì đây? Allosaurus hả? Water vậy? Origin. Còn phải Origin nhưng mà có nước hay sao á. Tên nó có Water ở trong người của nó luôn. Chứ này viết Food Legend đồ ăn. Rồi thì mình thử luôn. Vậy là mình có hai vật phẩm để summon luôn á. Chắc là bây giờ mình sẽ về để mình summon thử ăn. Mà con này của mình thì lại lên level nữa nè. Thôi, về với căn cứ trước rồi đã. Tính gì tính ăn. Về với căn cứ đi phát. Con này lần trước thì mình max chỉ số sức mạnh cho nó rồi, bây giờ chỉ có thể lên máu cho nó thôi. Đúng không? Đúng rồi nè, 254 rồi. Cho nên bây giờ chỉ còn có hút máu thôi. Toàn máu là bao nhiêu rồi? Ồ, máu có mấy 8 mấy điểm thôi à. Vậy là nó cũng maximum điểm kinh nghiệm luôn rồi đó chứ. Ok, ngon lành. Và uống máu cho nó một phát ha. Ui, con mạnh quá vậy. Đúng là mấy con gà ha. Sau này tìm cái hệ Tabo nữa. Hôm nay thì unlock được Tabo Tabo ở trong kia. Nãy thì lại lụm được cái yên cưỡi 12.700 giáp nữa. Với lại hai cái vật phẩm summon ngon lành luôn. Tabo trong này phát. Tabo trong này thiếu gì nữa anh? Mới unlock là được nè. Thiếu cái cái ọt á. Cái này đúng không? Đúng rồi nè, mấy cục thịt này nè, mình sẽ bỏ trong này hết đi anh. Rồi mình cũng phải bỏ trong này luôn. Vậy là nó còn thiếu cái gì đó. Enrin Soul. Enrin Soul chắc phải đánh mấy con boss ở trong mấy cái đền rồng rồi. Và đây thì có cái này cho nên mình sẽ bỏ vô trong này luôn. Cái cục này nè, 200 cục luôn ha, đánh hai con được 200 cục. Và mình sẽ lấy cái Soul để mình nấu đi. Cái Soul kiểu như Soul Soul này ha. Soul cùi ha. Đó, lấy 100 cái để bỏ vào phía bên đây để cho nó đốt tiếp tục. Đốt được cái cục màu đỏ này luôn, với là cái cục màu vàng này luôn ăn. Mà đây hai con luôn. Mình sẽ nâng cấp cây nỏ của mình lên trước đi. Cây bầu. Cây bầu trước thì lên trước tính gì tính nha. Nó lên được cấp độ tuốt tuốt ở phía bên dưới luôn á. Cây bầu này mình nâng cấp rồi nè. Còn ở phía bên dưới này cây này cũng nâng cấp rồi nè. Rồi một cây nữa. Đây, cây này chưa nè. Cây này ở level 80 á. Cũng cần có độc rắn. Độc rắn thì có thể tự chế được rồi. Bỏ vô một khóa. Kéo xuống phía bên dưới. Chính xác là cây này cần có cái đầu lâu nữa.
rồi hút một cái này đó đủ luôn á, ngon lành. Đài 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 bây giờ thì thử một phát đây, đây này bắn được bao nhiêu tu vô đây? What, cái gì vậy? 51 triệu tu vô à? Why? Chuyện xịn xịn nha. Đây lần trước là bắn được có 4 triệu rưỡi thôi, bây giờ 50 mấy triệu tu vô luôn rồi. Còn bắn thực tế không biết bao nhiêu tu vô nữa. Và đây là hai phiên bản summon luôn. Mình sẽ summon một gì vô trước đi anh. Để bắt vô đi, còn cái kia thì tính sao đi. Rồi anh mới tính sao đã. Rồi thì giờ chắc là cần có origin nha. Mình sẽ chế tạo cho nó origin với lại hút tem luôn có được. Cái ori một quá. Rồi bắt một cái thôi. Đó, một cái cho nó, với là cho nó mấy cái bình giảm phút xuống may minh một cái quốc đại 5 cái được không đây? Đó, hôm nay có đồ cái kiểu hả? Cho nên là ngon lành luôn. Và summon thì mình lại tiếp tục summon ở bên sa mạc đi. Bên đây thì con cua gì đây? Ồ, cua thần thoại à. Mình sẽ summon nó tuốt ở phía bên này đây. Để tăng tỷ lệ may mắn nha. Mới lần trước summon đây toàn đồ cùi không à. Hôm nay thì chẳng lẽ là đồ cùi nữa sao? Ôi, 200 mấy à, 240 à. Mình sẽ làm thêm một con nữa đây anh. Qua hướng phía bên đây luôn. Xem có con xịn thì mình sẽ bắt con đó. Con cùi cùi thì mình sẽ tự thịt luôn á. Xịn không? Ồ, 520. Coi được. Đây rồi, đã đến lúc. Đã đến lúc tỉa nó. Bắn nó. Uầy, chi gì ghê chứ vậy. Ngon á. Hồi nãy mình đánh nó nhanh quá anh. Mình thấy nó chỉ có chi phụt nước thôi. Bây giờ nó có chi gì bắn quả cầu nước ở phía bên ngoài nữa à. Ủa, cái chi nhỏ này bắn ghê vậy. Chưa hết sắp xỉu em nó rồi. Chạy em lấy cái chi nước ra. Và nó xỉu chưa vậy? Chưa xỉu đúng không? Thêm một phát nữa nè. Bồi thêm một phát nó coi. Xỉu rồi. Bên đây có cái gì nè? Gigan Skeleton. Ủa chết luôn rồi. Wow, dính cái chi nước của nó hay sao ha? Đi vô nghe cái dòi nước xịt cho nên em nó đi rồi. Rồi con này, ủa sao chết luôn rồi? Rồi luôn. Ủa? Là sao? Nó tự lăn nó tự chết luôn rồi. Trời ơi, cái gì? Nó có vấn đề gì đó sai đây anh. Cho mình bắn thử con voi này thử một trái anh. Nó đâu có tuột máu chứ đâu anh. Sao con đó nó tự chết luôn vậy? Chúng ta không có hiểu sự tụt máu luôn vô xuống đâu mà trong tự nhiên con em nó nằm ở trong này cái nó tự chết luôn à. Trời ơi, 500 mấy thì bắt không được. Rồi con kia thì không biết làm sao nữa anh. Đâu đây mình thử coi. Thì mấy con này chết luôn á. Hay là do nó nằm trong cái chiêu của nó rồi nó tự chết luôn. Để mình bắn lại coi. Rõ ràng là cái nỗi này đâu có làm giảm máu xuống đâu anh. Mình sẽ dồn phạt nhanh trước khi nó sử dụng chiêu anh. Rồi nó lại sử dụng chiêu nữa rồi. Nhưng mà chưa sử dụng chiêu. À nó xỉu rồi. Dạ, chiêu này đâu có xỉu, đâu có tuột máu đâu hăng. Ờ, rồi luôn, cái này thì hơi cùi. Chết chỉ vậy. Hồi nãy có chiêu phụt nước kìa bên kia kìa. Chắc là chiêu đó khi nó xỉu nó tự làm giảm máu hay sao á. Chiêu nó hay tự quỷ quá vậy. Thôi mình cứ cho nó ăn vô đi. Coi như là không có duyên với em xịn thôi. Đây quốc một cái. Ăn vô cưng coi. Trời, phải được mình bắt hai con luôn, ngon ha. Mình thử nghiệm, mình lai tạo thử nhưng mà kết quả không được. Ủa, cái này nó, ủa nó ăn không phải origin, chết là chế lộn hàng rồi. Thôi giờ căn cứ cái, cũng hên là không có chết hai con ha. Có cơ hội để mình test thử cái bộ kỹ năng của em nó. Nó mà chết hai con luôn là coi như là không có, để chúng ta test thử rồi. 240. Nó ăn không phải là origin. Đại đất đây, nó tên O là đây. Đại cho mày nè. Có một cái thiếu origin sim à, thiếu cái sim. Cái sim C này nè. Rồi, giờ phải đi đánh boss rồi. Đánh boss hả? Lần trước mình đánh được tới con này ha. Con tiếp theo hả? Mình thử con tiếp theo luôn em. Bật lên một cái chế tạo luôn. Thử xem rồi có cái mà mình cần không. Lại tiếp tục sử dụng gà chiến thôi. À con gà chiến kia mình chưa có tắc cơ vô.
là chiến kia nãy chưa có chơi về ha. Đây mình sẽ quay trở lại trong tủ một cái đi. Xong qua sau đó mình đánh luôn rồi mình bắt thêm một con boss mới nữa các bạn. Con này tên là Knight nha. Knight gì á? Đi ra phía bên ngoài thôi. Con này mình chưa có chắc chơi vô nè. Chắc chơi vô một cái nha. Ôi hết thức ăn luôn mà. Hết sạch food luôn trên người em nó rồi. Đói cực kỳ luôn á. Chụp phải một lát. Sau đó thì xin tiếp ít thức ăn đi. Đó, xin ít thịt cái. Rồi, bay lên trên cao đi ra phía bên ngoài này đi. Để mình summon phía bên đây luôn ha. Bên đây còn thứ dữ không vậy? Ủa, Gigant Ebit nữa nè. Summon chỗ chỗ nào hợp lý ha. Cái chú ở biển nè. Chú ở biển cho mình dễ đánh nha. Chỗ này nó không khó một chút. Ây da, đại ca nữa hả? Đại ca nó 4 tỷ. 4 tỷ mình đánh được luôn á chứ con gà này ghê lắm. Gà này chơi kiểu hết em lên đánh được. Đánh vô cái chạy ra chạy vô chạy ra đánh được ha. Và đây thì summon một cái. Con này bao nhiêu máu đây? Con trời nay này thì ui 3 tỷ máu rồi. Ui 3 tỷ máu chơi được mà. Chụp phải là chạy nè. Không biết nó mạnh yếu làm sao nhưng mà cứ vô cái mình spam chia cái mình chạy ha. Wow cái gì vậy? Quay không được không được không được. Lấy cái bình máu xuống, lấy cái bình máu xuống. Cái sóc đà mới chết á. Quay con này có dễ mạnh nè. Uống máu về trước ha, rồi đó là chạy liền. Một con này tính ra mạnh hơn con boss tiền đâu nãy luôn á chứ. Ok. Nè, ai da. Ủa kìa. Ủa nó bắn mình kiểu như bị nổ lên luôn á. Ủa bắn lắc kìa. Dòm luôn. Ok, dòm nhanh là được á. Rồi nhận được cái giáp 3000 giáp với là một. À đây rồi, cái này mình cần nè. Nhưng mà không cần, không có cái gì á, cái cục gì đó mình chế tạo cái chiếc bờ cái đồ ăn tiếp theo rồi. Được thêm cái trúng 130 mấy. Với là một viên bản summon. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo trước đi anh. Để bắt đầu summon bắt câu tiếp theo luôn. Nhanh gọn lẹ luôn. Làm liên tục luôn anh. Hôm nay mình sẽ tìm cách để chế tạo cái đồ ăn tiếp theo đó có được không anh. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa có. Đây bây giờ thì bắt đầu bấm OLD một cái. Bỏ cái cục bì vô. Bước một phát. Đó, chút phát. Rồi, bây giờ thì quay trở lại anh để phải coi lại một cái anh. Cái đồ ăn của Tambo thì mình đang còn thiếu cái cinnamon. Cái cinnamon này thì mình có thể nấu lên được nè, còn cái cục ở dưới nè. Cái Enrico này thì mà không biết tìm đâu nữa. Chắc phải đánh mấy con boss tiếp theo nữa mới có hay sao á chứ. Để có phía bên ngoài mình thử coi. Con này mình chưa có tắt đi nữa nè. Để đánh con này đó không, con tiếp theo thì mình cần có thêm còn có thêm mấy cục thịt nữa. Vậy là còn có thêm thịt với lại cái CD mình nữa mới được ăn. 27 cục nữa mới được. Chứ hiện tại vẫn chưa chế được rồi. Rồi tiếp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng con gà của mình để quay trở lại con chỗ Cibino đi. Bây giờ thì bỏ vô một phát nữa thôi là em nó trở thành đệ tử của mình rồi. Nãy lộn hàng á. Đây, ăn vô cưng ơi. Đó, bây giờ chắc chắn là đúng mà. Rồi lấy cái nỏ xuống dưới đi. Con này thì bỏ đi phần đánh dấu em nó luôn, có yên cưỡi mà. Cắt con gà vô luôn đi anh. Gà chiến của mình. Wow, con này đứng sẵn bằng hai chân luôn hả. Và cần có yên cưỡi. Đài, 200 mấy, 2000 mấy. 2000 mấy. 2007. Đánh thường nha. Quay 1.900 đam. Chụp phải rồi là cái gì đây. À đây, chiêu nước hồi nãy nó sử dụng nó đánh mình nè. Quay rộng lắm luôn á. Ok. Còn ít thôi. Chơi ơi. Đây, có chiêu. À, chiêu nước phun ở phía bên dưới lên nè. Nhưng mà hồi nãy tại sao nó nằm xỉu trong cái nước này thì nó lại tự chết luôn. Còn quy R có chiêu. À, cũng là nước ở trên rớt xuống. Nhưng 700.000 đam thôi à. Còn cái chiêu mà chuột phải là nước cũng nước ở trên rớt xuống nhưng mà cũng bự hơn á. Nhưng mà nó không có gì trúng có gì không vậy. Còn mấy con này sao nhìn nó bình yên chứ. Sao không thầy thắng gì hết à.
Ở kia nè, phun nước dính lên nè. Ở mấy con nhỏ nhỏ phun nó không trúng anh, còn đánh thường à. Ủa mà sao mình có cảm giác con này đánh nhanh dữ anh, coi nó cào nè. Ôi, con này mà đi xuống nước thì chắc nó cào nhanh hơn nữa anh. Ui, xuống nước đánh một phát 5 triệu đam. Ui, sao có bắp đúng là từ bị đâu, xuống nước khủng khiếp dữ à. Con này chắc để đánh thường á, chứ nó đòn đánh nó nhanh lắm. Chiêu của nó thì chiêu AOE hăng. Chiêu này là mưa rớt xuống nè. Còn chuột phải là ở trên lại tiếp tục rớt xuống nữa. Ủa, chứ chuột phải có vẻ mạnh hơn nhưng mà cũng hên xui á. Có con trúng có con không. Rồi nó biến con sông này thành màu trắng trắng luôn mà. Hiệu ứng ghê quá vậy. Vậy con này có chiêu chị chơi nữa. Là chị chơi không phải trúng hết rồi. Cũng hên xui á. Trúng thì ít mà hụt thì nhiều. Vậy có chị đánh thường nữa. Anh thấy sờ ba chiêu ngon á. Con này có cái bài ba vậy. Chạy nhanh quá. Nó chạy nhanh quá cái đụng mấy cục đá cho nó bay luôn à. Ủa trời, trời, trời. Đó lại tiếp tục bay nữa rồi. Mình sẽ e ra một cái cho nó rớt xuống ăn. Và đây có con voi nè, 100 mấy hồi nãy nè. Và tài con này mình sẽ cho nó lên cấp trước đã. Con này mình thấy chạy nhanh rồi ha, cho nên mình cứ lên cho nó sức mạnh trước đi. Máu của nó bao nhiêu vậy? Hình như 900 triệu máu á. 99 triệu máu. Ồ gần 100 triệu máu rồi. Thử vô vào thử cái anh. Wow. Chụp phải cái nè. Sau đó thì rờ một phát luôn. Phun nước ở phía bên dưới lên. Tiếp. Quy o thì không có ăn. Cần cho nó không có. Vậy là con này chỉ có chiêu C với chiêu R thôi. Rồi chụp phải nè. Nói chung là con này là chuyên về nước rồi. Mình chắc là phải gọi là bảo chúa hệ nước quá. Chúa có con T-Rex hệ hệ thiên nhiên rồi ăn. Toàn là cây cối không à. Con này nó quào nè. Ôi trời, nó vào tốc độ hiên gớm thiệt chứ. Con này mình sẽ cho nó tối đa chỉ số sức mạnh cái là test thử mới được. Ít sẽ đi đâu nữa nè. Lấy chanh nha. Về nhà chế nha. Về nhà chế cho nó cái mấy cái đồ tăng FP giờ trước ha. Tính cua nữa hả. Vào trong, vào trong. Con này nó có cái cục nước ở trên đầu nữa không? Nhớ lần trước đánh cái con Whisper nó con boss đó nó cũng có cái cục hiệu ứng cái cục nước ở trên đầu vậy á. Mà sau khi tem xong phiên bản tem thì nó không có ăn. Còn con đó thì bây giờ XP một quá rồi. Đây một cái nhé. Ba cái này thôi được rồi. Được rồi. Ra phía bên ngoài hay là mình thử với lại con người rơm chứa cái đi ăn. Người rơm chứa cái đi. Đánh thường nè. Còn chụp phải cái thôi. Chúng có người rơm không á. Để cho nó tắt bớt đam nè. Rồi bấm chiêu R một cái. Ồ, rồi này có vẻ như dễ trúng hơn nè, nhưng mà đam thì không cao. Còn chiêu này là chiêu nước. Lên 254 thôi. Rồi, bây giờ thầy vô phần máu cho em nó. Máu lên nhanh dữ vậy. Rồi, ok. Uống bình máu cho cái đã. Bây giờ thì mình sẽ phải chế tạo thêm mấy cái bình máu nữa chứ mới được. Bây giờ mình còn có một bình máu thôi à. Vậy mà lỡ gặp mấy con mạnh mạnh test sức mạnh cái là đi luôn á. Vậy nên mình sẽ chế tạo máu thêm. Máu thì ở trong này thôi. Chi phí cũng rẻ lắm. Quất 100 cái luôn. Lần trước mình chế tạo độc nè. Quá trời quá đất hơn. Cái này nè. Cứ 10 meter là nó ra một cái à. Quất một phát ra quá trời quá đất. Có thêm. Đang chế tạo thêm nữa nè. Rồi 11 cái. Bây giờ đó thì cái chiêu nước này lâu dữ anh. Quất một phát. Bây giờ thì đánh thường lại một cái anh. 70 mấy à. Và cái hiệu ứng nước của nó lâu ghê luôn kìa. Hỏi mình xuống nước một lần thôi là xài hoài luôn á. 3.000 mấy giây nha. 35.000 giây. Trời 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 trời. Bây giờ tán nè. Trời trời trời. Rồi chụp phải cái đây. Phải này thành xui lắm. Chụp phải như trúng được 6 mấy kìa. 64 triệu đàm nè. Bây giờ thầy thử thực tế nè. 70 mấy. Còn con cua này thì ui đất trời, thịt nó luôn đi. Dứt. Lấy thêm polymer nữa ăn. Ôi 73 triệu đa một hết. Còn chuột phải một cái nè. Chuột phải, đó trúng kìa. Sáu mấy ăn. Đánh thường vẫn mạnh hơn. Và đây Spino ạ, rờ một cái thử coi. Trúng không? Trúng luôn kìa.
nhưng có 300.000 dam á, chiêu R thì không mạnh, chiêu R dễ trúng hơn nhưng mà không mạnh. Còn là chiêu C một cái nữa, đài đài con voi mammoth ha, voi mammoth này thì 1,2 tỷ, trời ơi chiêu C trúng được có 700 mà, nhưng mà kéo 11 giây á, nếu mà lùa lùa nó vô trong ngay chỗ mấy cái vòi nước á là nó bị mất máu nè, nhưng mà không chi nhê lắm. Mình sẽ kết hợp cụi chào, đâu rồi đâu rồi đâu rồi, cái gọi là máy gặt, máy gặt con này mà farm được là thành máy gặt luôn á. Đâu rồi, không nhìn thấy gì hết vậy? Ủa nó chết rồi hả? Trời ơi nó chết nào, hay luôn á. Cụ heo vàng 520 nữa. Con đi gì đây? Đi vô nè, nhấc luôn một phát. Đó, vậy là mình có thêm một con chiến binh mới đó. Clino, con này thì mình cũng sẽ chắc chơi cho một cái. Mình thấy có con gì đó. Con gì đây? Chà, chả 60 vậy. Cái gì ăn rắn hả? Vô mình chơi thử không? Sabino, em bứt đồ hả? Le trên Sabino nữa. Con gì Sabino chứ vậy? À, vô chơi luôn. Thì khoảng một cái đi. Đó, mưa xuống, sau đó thì tính gì tính ha. Cao. Nó phun. Chạy, 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 chạy. Ây da, nó sustain mình rồi. À, có gì đấm xuống đất để sustain nè. Là tên cái gì là sustain. Quay máu nó kìa. Rồi, bị sustain nữa rồi. À, nó có hai loại sustain nha. Một loại sustain là đơ ra luôn, một loại sustain thì đi được nhưng mà đánh không được. Đó, loại này đơ ra luôn là đi không được nè. Ngoài nó combo mình rồi. Ôi, máu nó hồi lại, không được, cào nó. Ok, đi đâu này cào không có hiệu ứng hết á. Còn mấy cái chiêu của nó thì được cái AoE rộng thôi chứ không mạnh bằng chiêu đánh thường. Được sáu mấy triệu đam thôi. Bây giờ thì con này thì chắc là chuẩn bị summon lên luôn ha. Summon chắc mình sẽ cưỡi con gà đi cho dễ. Con này thì cất cất vô một cái. Ở ngay chỗ này thì mình sẽ bắt đầu summon luôn. Con gà chiến của mình ha. Gà chiến, gà mới của mình nè. Hãy tiếp tục Sabino nữa hả? Hãy tiếp chưa? Ok. Rồi. Ở đây thì hy vọng mình sẽ may mắn. À không, nãy mình thấy là summon ở phía bên đây nó may mắn hơn nè, phong thủy ở bên đây tốt hơn, linh cảm sẽ ra cho được con level cao hơn, cho nên summon ở đây. Và trời ơi, level 80 thôi. Wow, vừa gấp luôn á. Origin hả? À, con này ăn Origin nãy mình chế tạo được một cái, đã đến lúc sử dụng rồi đó. À, về thôi, về thôi, nãy bỏ vô trong kia mất tiêu rồi. Hay là chế tạo một con mới, ăn thêm một con nữa, mình đánh thêm một con nữa quá. Để coi, thêm một con nữa được không, mình chế tạo thêm một con nữa. Con kia thì không được cái kia. Cái con tiếp theo này thì không đủ nè, còn con này thì thiếu CD mình nè. CD mình đó thì mình chỉ cần bỏ trong này để đốt thêm nữa thôi là được. CD mình có mấy show ở cái show cao cấp ở đây có nè. Bật lên một phát. À, show một cái rồi là... đây show này mình có nhiều đó ha, bỏ vô mình đốt mớ này được nè, sau này cũng cần nhiều lắm, giờ này không có dư đâu, không dư đâu, không tự dư nhá. Đó, bắt đầu tăng lên tăng lên tăng lên. Thịt đó thì mình có trong này origin không không, mấy cái thịt này mình cứ bỏ trong này để cho nó tự hút vô cho dễ. Rồi mọi thứ cũng đỡ, có được cái 2.000 giáp. Yên này để dành cho con Thuy mà thôi, cất vô đi. Yên này của con chiến binh cần ai nè. À, nãy là mình cái Origin đó không? Rồi, vẫn còn hai cái này nữa anh. Là vẫn có thể chế tạo được thêm nữa nè. Và ra phía bên ngoài để xem có summon thêm được một con nữa không? Làm thêm một con nữa. Đi mình 52 cái. Bây giờ mình bắn thêm một cái nữa là còn, đúng rồi, 51 cái nè. Rồi, quay trở lại chủ chủ thôi. Để mình thử chiêu của con chiến binh mới ăn. Ngoài nó xỉu nhưng mà nó không nằm xuống ăn. Chiến binh này xỉu ngoài. Xỉu quá vậy. Đây, ăn vô cưng ơi. Ui, xong luôn nè, không cần hút tem luôn ăn. 10 triệu máu à. Lúc mà hơi cùi cho nên máu hơi giấy, chuột phải có gì đây. À, thì phải bổ hai cái à. Tiếp coi. Tiếp không có nè, chơi. Đó đó, chơi có, chơi có, chơi có.
Đây là chén điên cuồng nè. Quy gì chỉ kiếm lên trời à. Rồi rờ thử một cái. À đây, chim này bắn đúng không? Đúng rồi nè. Hồi nãy nó bắn mình nè. Nó sử dụng cái vòng tròn ở phía sau lưng đó để bắn nè. Nhưng mà kêu rờ nó không có sự âm liên tục được. Còn o, không có, cần cho không có. Vậy là nó có chiêu bổ với lại cái chiêu. Mình thấy cái chiêu bắn là ngầu nhất á. Nãy nó bắn mình nguyên một dây đam luôn mà. Cái gì tạc 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 tạc. Như kiểu điện giật luôn á. Ở đây là dưới sa mạc toàn là nước thôi. Và đây thì rờ một cái. Để em thằng quỷ. Wow, 200.000 đam nha. Con này là cái hệ origin thôi. Cho nên nó vậy là cũng mạnh rồi đó. Level cũng cùi nữa ha. Level nãy có 80 thôi à. Không phải đòi hỏi em có nhiều. Và chuột phải một cái nè. Cái gì vậy? 9 triệu đam. Thấy đam của nó không vậy hay là nó chiếm mạng lên vậy? Quay tính ra cái chữ chuột phải ghê chứ. Cứ tranh lên tốc độ trước đi anh. Là sẽ đang mặc định trước. Ở một cái nè. Chuột phải là một cái thôi. What? 9 triệu đam. Ôi con này mà tem ở level 500 mấy 600 thì chắc là khủng khiếp lắm nè. Đó bổ cái nè. Còn là chiêu anh chị chê không? Chị chê là chém điên cuồng. Bên đây có con Fairy nữa nè. Legend. What? Ôi giữ lại. Con gì dí mình ghê vậy? Ui con này 6 tỷ mấy máu hả? Thôi xong rồi. Thôi xong mình chắc mình đi quá à. Chạy không kịp. Làm sao giờ nó giết vậy ơi? Thôi xong rồi. Giờ bấm remote đứng lại một cái là chết với nó ăn. Mà chạy về tới nhà luôn á. Ghê vậy. Thôi mà đợi tiếng mình đi hơi chậm á. Bây giờ đánh thì đánh cũng không lại. Mà chạy thì chạy về tới nhà luôn. Cho nên phương án của mình duy nhất là bấm remote rồi dịch chuyển thôi chứ cách nào dụ cho nó đánh con khác được không ăn. Cái dí vậy sao chơi. Bấm remote dịch chuyển đại. Hên xui. Rồi luôn, bấm hồi máu không kịp. Trời ơi. Con quỷ nó ăn gen à. Trời ơi, chưa có test thử được hết. Chưa tính gì hệ test với con người rơm thì. Nhưng mà không sao, bây giờ mình có thể chế tạo được con boss mới. Con đó thì cũng hơi cùi á. Chắc phải quay đem con gà qua chơi đó luôn quá. Hay đem một Tivino, đem một Tivino qua chơi đó bạn. Đem một Tivino qua phục thù nó mới được quá. Chi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bấm thử con gần hai tiếp. Đó, được thêm con nè, giết luôn đi. Hy vọng là lần này sẽ ngon ngon hơn chút xíu ha. Giờ gà của mình trước đi. Rồi. Bây giờ summon một cái. Đây chỉ là phiên bản boss thôi. Đây là mình lấy con Tino đánh luôn. Đúng rồi. Sẵn cho con Tino đánh thử ha. Rồi. Con này đang đói không? Nhưng mà có thịt rồi. Coi thì lên thêm chút máu đi. Do chuẩn bị mình đánh thường đó. Con này 3 tỷ máu thôi. Summon lên mặc định là level 1 phải không? Combo chiêu đó cái kiểu này. Bật chiêu rồi cầm lên la được hết. Đúng rồi, tốn stamina dữ lắm luôn á. Và cao nó. Ui nó chửi mình không suy nhơi. Giả nó. Dính hiệu ứng gì ăn. Dính hiệu ứng của con Tino á. Bơm nước xuống. Rồi cao. 25 triệu đam một phép. Đừng để nó hồi phục. Giả nó. Đúng rồi. Ui. Nhanh. Và lại tiếp tục có thêm một cái yên cưỡi nữa thôi. Ba ngày mấy giáp. Hồi nãy mình quên gắn yên cưỡi vô. Trời ơi. Mình gắn yên cưỡi vô nhiều khi con kia nó sống rồi ăn. Hồi nãy mình có cái yên cưỡi mà quên. Sai lầm. Nhiều khi gắn yên cưỡi là mình có cơ hội để mình bơm máu, là mình sống, là mình dịch chuyển về được rồi đó. Và lần này thì hy vọng lên mọi 500 trở lên. 300 mấy, cũng được. Đỡ hơn con hồi nãy ha. Hay rồi, có cơ hội làm lại cuộc đời rồi. Một phát xỉu luôn. Khi nổ này ghê quá vậy. Nhưng mà bây giờ phải có cái origin lại nữa. Làm thêm cái origin nữa đi. Vậy căn cứ một phát. Còn hai cái này nè.
hai cái đó chế tạo được thêm hai cái nữa đó. Bây giờ thì đi bằng con này quay trở lại vô cũ thôi. Ở đây thì không có dính con nào hết là được. Ủa, quá là cọc dinh luôn hả? Ui, đu vô một cái để xét chết. Ở đây thì mọi thứ cũng ổn nha. Con riêng thì chắc là một phát mà bỏ vô là nó ăn luôn mà. Beng. Rồi nhớ lắp yên cửa vô luôn ha. Không quên nữa. Sao vậy? Cho uống một cái đi. Đó, phải vậy chứ. Lần này thì để tránh quên thì mình sẽ ngay lập tức cho nó cái yên cửa vô luôn đi. Đó, mấy con cửa liền này hay bị quên lắm. À, đưa cái kiếm lên phía bên trên nữa. Không biết mấy cái chiêu đưa cái kiếm lên phía bên trên này bao nhiêu đam nữa. Chưa có thử được thì... Đài, đài, đài. Bây giờ thử lại chiêu á. Đưa cái kiếm lên phía bên trên này, quy nè. Wow. Ui. Đưa cái kiếm lên phía bên trên là làm cho mục tiêu bị chết từ xa luôn đó kìa. Đam AOE rồi. Lại một cái nè. Chết con cần cờ liền ăn. Còn chiêu R một cái thử đi. Bắn 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 bắn. Wow. Như mà kéo một giây chắc đã lắm nè. Về trước đây. Về cho nó uống kinh nghiệm vô trước đã. Để tránh đêm dài lắm mộng nha. Thì ra bên kia nó không thấy mình đâu. Ta giờ thử trước nha. Cho nó mạnh lên sẵn cái đã. Còn đang yếu yếu chưa có gì được hết thì tránh chết nữa. Bây giờ thì thêm XP một cái anh. Chế tạo một cái này thôi, với là ba cái, bốn cái luôn cũng được. Cái nhà có điều kiện ha. Đặt lên được trăm mấy. Đặt lên này là ngon nhất rồi. 160 mấy của mình ngon rồi. Bây giờ thầy cho nó uống vô. XP một quá. Giúp giùm chân ơi. Rồi cho nó lên 200% đi ha. Rồi đi hơi chậm. Rồi phần còn lại thì cho nó cái tính điểm vô luôn. Đó thì lên. Ok. Rồi, quy một cái hay là bao nhiêu gam à? 10 triệu đam năng. Còn có thêm hiệu ứng hay gì á. Quy lại một cái nữa. Quy một cái nè. Có hiệu ứng gì mà hết nhanh quá. Còn R thì bắn này bắn nè. Wow, 10 triệu đam mà kéo đi một giây luôn. Có thêm hiệu ứng luôn nữa. Còn chuột phải là bổ. 11 triệu đam năng. Còn chiếc C là chém điên cuồng. Ngoài chém cũng diện rộng lắm ăn. Thấy nổ 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 gì ra gì nữa. Chém thường 10 triệu nè. Còn chuột phải 11 triệu đam ăn. Chuột phải được cái chém hai phát. Chém chém. Kìa kìa kìa, nó đang tìm cách ăn cái xác kìa. Rồi cho một phát. Dính không vậy? Dính 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 dính. Đó. Ui, máu tuột xuống. Ôi, chết đó kìa. Bao nhiêu rồi? Ui, máu nó hồi phục cái lại. Chụp phải một cái. What? Ôi, không được rồi, không được rồi. Oh my god, nó có chiêu gì bắn mình chết trên lưng thú luôn vậy? Thôi 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 thôi, con này ghê quá. Chiến binh của mình gửi nó không an toàn lắm. Chiến binh của mình vẫn còn nhưng mà mình nó thì bị sao á, chết luôn rồi. Nhanh nhanh cái tay kéo nó về chứ không con chiến binh của mình đi luôn, con quỷ nó mạnh quá. Tên là Nai. Trần Nai. Đây đây đây. Máu thì sao rồi? Ồ vẫn còn ăn. Nhưng mà con này chơi không được. Mình phải sử dụng tới con gà của mình thôi. Chắc là mình phải cho nó được điều khiển nó tấn công thôi chứ nó có chịu đánh chết trên lưng thú ghê quá. Đây nó đây nè. Đây lấy Stabilo ra một cái. Đúng rồi, chơi nó em ơi. Trời ơi, đánh kìa. Lắc tả tơi luôn mà. Đó, dính đam rồi. Ồ, nó dòm được. Con này đánh hai mươi triệu đam một hit lận mà. Bây giờ không nhìn thấy được con Engen luôn rồi. Không thể nhìn được ống máu của nó. Nhìn máu con đệ của mình thì vẫn còn ổn ăn. Nhưng mà hết thức ăn rồi. Phải về cho nó thịt thêm. Và vô mình sấy nó. Sấy đại phế phụ ơi.
Rồi bơm máu đại đi chứ. Con ghen đâu không biết nữa. Đánh thấy nổi đam nồi 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 luôn á. Không phải ăn ghen nữa hết. Ở đây thấy nhảy đam mà được ha. Cứ spam chiêu đại đi chứ. Tắt đi giao diện của mình thấy nó. À thấy rồi thấy rồi. Cái bài thứ này, ôi sắp chết rồi kìa. À, ok. Cuối cùng em nó cũng đã ra đi. Đó, vậy là mình đã giải quyết được mối thù với lại con quỷ ăn gan đó. Level có 100 thôi mà thấy ghê quá vậy. Và cái xác cái dưới này thì của con chiến binh hồi nãy của mình thì nó đã bị hy sinh luôn rồi. Con này của mình thì có đồ ăn rồi hả? Ok. Chỉ có con Tino là chưa có đồ ăn thôi nè. Tino của mình thì hơi đói. Để xem cho em nó có có thịt trong này nè, lấy ra. Lấy bớt đi anh. Con này thì chưa có tối đa chỉ số máu. Cho nên lên thêm chỉ số máu cho em nó đi. Rồi, đem em nó về với lại căn cứ luôn anh. Hôm nay thì summon là được con Spino level rất rất là cao luôn á. Nhưng mà nó bị dính cái chiêu của bản thân nó, ăn cái nó tự mất máu và nó tự chết luôn. Mình chỉ thu phục được cái con phiên bản cùi bắp thôi. Nhưng mà nó cũng rất là mạnh luôn á. Spino chắc mình sẽ đặt tên đó, Spino hệ nước luôn quá. Con này toàn là nước trên người thôi anh. Chiêu nào của nó cũng là nước thôi. Mình sẽ đổi tên cho nó đi. À, Spino Boss. Nhưng mà phiên bản là nước đi. Đó. Con này cho đứng ở phía bên trên đàng hoàng, chân nó hơi bị lúng lúng trên đất rồi. Đó. Còn cái con chiến binh thì phải để ở phía bên này thôi. Chiến binh kình ai. Cái con chim này nó được cái con nữ quỷ này nè, summon đây nè. Nhưng nó còn hoài luôn các bạn, nó không bị biến mất đi à. Cái con này mình có thử lên, mình cưỡi thử được đó đó. Hôm bữa mình cưỡi thử được đó. Nó không có bị bon mất ăn. Thường thường mấy phiên bản summon là nó hay bị bon mất lắm. Nhưng mà con này thì nó vẫn còn hoài luôn á. Mình cứ để này đi anh. Đó, cần bay thì mình sử dụng cho em nó. Còn con cờ nai thì để phía bên này luôn. Cờ nai một khóa. Rồi 900 nha. Nhưng mà may mắn là Simon là con này được cái level cao. Hồi nãy bắt ở level 300 như 380 hay gì á. Rồi ngón chỉ số thì cũng đánh cũng ok la. Nhưng mà không mạnh bằng con Tibino á. Tibino vẫn ngon hơn. Vậy sắp tới mình sẽ hướng tới con boss này nè. Đó cần có thêm mấy cái o nữa hơn là được rồi. Và nó giờ đánh quá trời đồ luôn á. Để thêm cái giáp nữa. Đó. Vậy trong tập ngày hôm nay có thêm đâu hai con chiến binh mới các bạn. Một Tibino với lại một con chiến binh Kenai á. Đó. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình cũng như series ARK thì đừng quên cho mình xin một like với những video để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.